Ai in như là con Xuân Lan đi chợ về kìa. Dạ em mới về à, xin chào cậu chào tiên. Em đi vội à, dạ về à, đây về à, cho cô hay một tin mừng. Tin mừng chi mà em làm ra quán trồng, em mau dùm kể lại. Em vừa gặp cậu Lý Như Long, cậu hỏi thăm nhà mình. Sao em không nói rằng chúng tôi nhắc cậu từng ngày từng bữa. Hơn một năm rồi cậu bạc tin nhàn cá. Em chỉ hỏi qua loa dài ba tiếng, rồi em vội vã chạy về đây, chút nữa là quên bỏ đồ ăn. Xuân Lan, bây giờ em chịu khó chạy ra chợ kiếm cậu Lý Như Long, mời cậu ép về đây, nói rằng tôi có việc cần bàn với cậu, mau đi. Vâng, em đi liền. Kìa, em dịp đàn ca. Anh Lý Như Long. Em ơi, ba năm chẳng thăm một tin nhàn ca, bởi sông đường đã xóm dội quy tiên. Trời ơi em nào hay nỗi khổ của bán hiền, đời nho sĩ dương mang nhiều khổ hận. Anh đâu biết những đêm dài lẻ bóng, nhớ mong mai tà vắng tận phương. Quên con rồi sao? Ủa, cậu là ai sao kêu tôi bằng nhạc gia, còn lại xưng con với tôi? Thấy nhà của con cái lớn cái xưng con ẩu. Dạ không, kính thưa nhạc gia, con là Lý Như Long ở huyện Thanh Trì. Vì bấy lâu nay bận việc học thi nên ít có dịp qua viếng thăm nhạc gia và cái mộ. Xin nhạc gia và cái mộ thứ lỗi cho con. À, thằng Lý Như Long á bà, nó là con của Lý Kim Bằng, là bạn học của tôi hồi nhỏ mà. Bây giờ nó qua đây chi vậy? Cô bộ nghèo quá ha, chắc qua mượn tiền à. Đâu rồi, để tôi hỏi nó. À, cậu qua đây có chuyện gì không? Dạ thưa nhạc gia, con qua đây trước là để viếng thăm mẹ cha. Sao nhắc lời ước hẹn mà ngày xưa nhạc gia đã cùng thân phụ, đã mát thành cho đôi trẻ cuộc lương duyên. Cái chuyện hồi xưa thì tôi quên lưng từ lâu rồi, ngày bây giờ tôi nhắc lại làm chi? Đâu rồi, cậu muốn cái gì cậu nói thử nghe coi. Con thưa chuyện cố là muốn định đi ngày đạp lễ cầu hôn, nhờ nhạc gia hãy định liệu dùm con.
hay tính lẽ nào thì con cũng xin dâng. À, con thấy cưới vợ mà bà cưới con mình là dịp bài ca, vậy ông trả lời cho nó yên đi tâm, đặng nó ra về cho xuống đi ông. À, bà để tôi nói hả bà, đây. À, nè cậu, nếu cậu muốn cưới con gái tôi đó ha, thì cái lễ dấn danh á, sơ sơ thì cũng 50 lượng vàng. 50 lượng vàng? À, bò heo trà rượu rồi cho đàng hoàng ha. Sao, như vậy cậu thấy có cái gì trở ngại không? Dạ, kính thưa nhạc gia, con chẳng dám giấu gì nhạc gia. Như nhạc gia đã biết, khi song thân con chẳng may bất hạnh qua đời rồi thì gia đình con... Chắc nghèo lắm, nghèo thì nói nghèo đại đi, nói dài dòng chi cho mất thời giờ. Cậu nói vậy chắc lẽ là cậu không có tiền phải không? Dạ, kính thưa nhạc gia. À, vậy thì cái chuyện cưới vợ còn lâu. Dạ thưa nhạc gia, theo con tưởng thì... Thôi, cậu đừng có tưởng nữa. Đừng có tưởng gì hết. Dạ tôi cũng xin đứt cậu hai cái tiếng nhạc gia đi. Chưa cưới con gái tôi mà cậu kêu tôi bằng nhạc gia, thấy nó có hơi sớm. À ba, thôi vào dùng cơm. À, cậu qua đây sớm mới chắc chưa ăn cơm hả? Thôi để chiều ăn luôn cho nó ngon miệng nha. Ba, vô dùng cơm. Trời. Thôi, cậu Lý Như Long cậu về đi. Trời gần tối rồi, ở đây làm chi nữa? Khoan, anh Lý Như Long, anh chờ tôi nói chuyện với cái mẫu xinh đẹp con. Thưa dì cho con được biết tại sao dì đuổi Lý Như Long. Là vì tôi không biết chú này là ai, con hỏi làm gì? Tôi tin rằng dì biết rõ lắm chứ. Nhưng tôi cũng xin nhắc cho dì nhớ là cha tôi đã hứa gả con Đại Trang cho Lý Như Long đây rồi. Hồi đó đâu hứa gả, nhưng bây giờ đâu thay đổi ý kiến rồi. Cha của tôi thay đổi ý kiến là tại gì? Tại tôi hồi nào? Nè cậu đừng có nói càng nói bớt như vậy à. Thưa dì, mẹ tôi chẳng may mất sớm, cha tôi mới chấp nối với dì và đem dì về gia đình này. Chúng tôi tưởng đâu sẽ có người thay thế mẹ hiền, dù mất mẹ cũng có mẹ. Đâu có ngờ dì là người đàn bà có tiền bạc nặng hơn nhân nghĩa, kém học hành nhưng lại khéo mưu mô. Dì có tài nhưng tài bắt nạt chồng, dì có giỏi nhưng giỏi dơ viết tiền bạc để làm của riêng cho dì hưởng. Cậu nói đúng, tôi được hưởng là vì tôi là vợ, tôi có đủ quyền hành sinh sát ở trong tay. Ai hỗn láo với tôi thì liệu có ngày tôi tống cổ ra khỏi nhà lập tức à? Dì không có quyền. Tôi có quyền. Được rồi, nói thì nói vậy, chứ cái dinh thự này đối với họ là thiên đàng cực lạc, chứ đối với tôi nó là địa ngục A Tỳ. Tôi đâu có ham sống với ma dương trong cõi âm ti. Thôi thì cũng nên đi phức để cho quỷ sứ giả xoa nó ở. Nè cậu muốn đi đâu cứ tự tiện ra đi, nhưng đừng đổ thừa cho ai muốn chiến đoạt sản nghiệp này. Tôi ra đi và không bao giờ về nữa, vì đừng lo nghe có kẻ cản ngăn, vì cứ tội hưởng cánh vào xa. Được gì thì tôi mới phải mất công, chịu ý bực mình suốt tháng quanh năm. Cái từ đây gì sẽ khỏi cái bực mình, cứ ở lại mà lo dơ vét cho nhiều thêm. Chào gì? Kìa, anh Tuân Anh. Trời, anh đi đâu? Anh chưa biết phải đi đâu, nhưng anh không thể sống chung với người dì ghẻ vô lương khắc nghiệt mà bỏ phế việc học hành. Anh sẽ làm thuê thiếp mơ, lo nhường kinh sử đi tìm chút công danh. Còn non nước, anh em ta sẽ có ngày đoàn tụ. Anh hai, hay là anh đang đợi đôi ba ngày nữa để chờ em thưa lại với cha già. Có lẽ cha sẽ không nỡ để cho anh bỏ gia đình lặng lối quãng đường xa. Khi tương lai hay mịt mù tâm tôi. Không, anh sẽ nhờ bảo tố phong ba để rèn luyện cho tâm hồn rắn rồi. Còn hơn là để cho muôn mối sầu tư vùi dập chỉ tan. Đây phiêu ba cánh chim mà chỉ làm cái ngũ hồ tứ hai, há chịu dâm mình trong tuổi hận của gia phong. Anh chỉ thương thân em coi khúc bơ vơ, phải chung sống với một người mẹ ghẻ bảo tàng khắc nghiệt. Em thiếu tình thương và
và không người an ủi trong lúc anh lưu lạc chốn quê. Anh đi sương đắng rơi nhiều quá, cố túc lìa ta nói nghẹn lòng. Anh như lòng nghĩa kim bằng, xin hãy tạm chia tay. Tình thú túc xin hẹn ngày tái ngộ. Anh thương anh, anh ra đi tìm đường giải nghi thoát. Tôi cũng nói gương anh đâu nại bước tâm trần. Ta hãy chờ nhau khi sớm đi gặp hội mây rồng. Nói gương anh tôi sẽ quên sầu quên hận lo âu, ý nhung kinh sử nghi bút nghiêng. Áo bạc màu đón gió lành đêm đông, theo đèn hành chép lời văn kim ý cổ. Thánh hiền xưa có câu, trường đồ thi mã lực rồi có thuở hai ta cũng toại chỉ tan. Anh đi xót xa lòng em giữa cơn phân kỳ, đường dài mưa gió cũng lê thê, sương chiều giăng lấp có cây sơn kê, thương người sông hồ mình như thế áng mây trôi. Gió đưa về đâu nếu xa chân trời, dòng đời ai khiêng ré đôi nơi, thâm tình ai phải cách chia xa tôi. Mong cuộc tương phùng ước mơ cho vẹn lời, mong mỏi cho anh sớm đó thành ý nguyện. Bởi khi làm mà tay bốn biển sông hồ, ra đi sao thấy lòng chua xót cất nước ta nhà già nhân quê. Nay mai bạn hồ tên đầy qua thơm nở giữa dặm. Chào anh Như Long, em đầy trán ở lại. Anh Như Long, hãy theo gương anh tung anh, ráng lô thi cử thành danh, em sẽ đợi anh cho đến ngày vĩnh quy bái tổ. Đây, đây là 20 nén vàng, xin anh hãy cầm lấy. Em giúp anh trong việc học hành, ráng làm sao cho bản hổ đề danh để khỏi khổ lòng em mong ngoài. Lòng của đó thật làm đây vô cùng cảm xúc, nhưng nhẫn của này quá thẹn kẻ làm. Đời người ta phải có lúc biến quyền, không cố chấp mới gọi là quân tử. Huống chi lời ước giao đã giữ, thì xin chưa nể hạ ân huệ con quân. Miễn ngày sau công toại danh, đại trang ơi làm sao anh quên được nghĩa cử của em khi em đã chán trường nhân thế. Đến cầu hôn là chỉ để chuốc lấy sự chê ân này đâu có là
miếng đừng khổ lòng em mong mỏi. Dịp đại đang hương tấm canh buồn tấm đêm vắng giọng về lấy đêm đưa tiếng u sầu lòng dương. Nẻo trời xa anh đi trong sương trắng biết về đâu một bóng nhỏ em đợi chờ anh trở lại cố hương ngày anh được rỡ ràng nghi dân. Nghĩa cử của em anh đã xem mà trọng thì anh phải gắng làm sao cho cõi chi an mừng. Đại tán ơi từ đây có chia lìa góc bể gian mây anh vẫn nhớ một đêm được rồi bà, 20 nén vàng. Ha, mày cà rỡ ở đây đang ăn trộm vàng của bà tao thấy không? Dạ, dạ không phải. Vàng này là của. Cầm, cầm, cầm mày. Tao lôi mày ra ngoài viện sở, mày ở tù rút xương. Đi. Trời, Diêm Đại Trang em. Lê Như Long anh, Lê Như Long. Thưa cô, mấy ngày nay cô cháu mình giả nam nhân trốn ông bà ra đi. Trước là để hỏi thăm tin tức cậu Lý Như Long, sau là xuống kinh ứng thí. Mệt mỏi thì không ngại. Mà khổ cái nỗi là cái bộ râu gắn liền ở trên lỗ mũi nè. Sao mà nó nhột nhạt khó chịu quá à. Hết. Xuân Lan, em mới nhớ gọi tao bằng cậu. Gọi bằng cô thì lỗ tẩy hết còn gì. Ý, em quên. Thôi để cô cháu. Dạ. Thôi để cậu cháu mình đi riết tới quán trọ phía trước nghỉ ngơi rồi mai sẽ tiếp tục lên đường. Đi cô. Đó, cậu thấy tài tôi chưa cậu Như Long. Tôi khen anh đó. Dạ. Trong khi tôi bị bà Lữ Thị phao vu là một tên trộm cắp bắt giải lên huyện đường nhờ anh lập cái bán rượu giữa đi đường. Hai thằng trong say chắc chúng còn mang say quên cũng tên kìa. Trước kia là quán trọ tao mau vào đi cậu à. Nhưng mà tiền bạc thì không ngơ làm sao vào đây. Ấy ấy cậu cứ dân trí đi cậu quên rồi sao. Tài giao thiệp của tôi tài lắm. Đi cậu đi. Có gì anh chịu nha. Xuân Lan, trong góc tối của lữ quán có thấy một người giống tạc như Lý Như Long. Đúng rồi, người cùng với một gia nhân có lẽ là công tiền nên hai cậu cháu nằm chờ queo ở trong khối bếp đó. May quá, để tôi xuống đó. Khoan, cô định đi đâu? Tôi muốn gặp chàng. Không nên. Có kìa, tại sao không nên? Cô quên rằng cô đã cái nam trang xuống Trường An hầu chiếm bán vàng. Này nếu gặp mặt chàng e sự làm cho bại lộ. Vậy bây giờ cô phải tính làm sao? Cô cứ để mặc tình em lo liệu giúp nó chàng khi tung nhặt. Tặng một số vàng làm lộ phí xuống Trường An. Còn bây giờ dù cả hai gặp mặt cũng chỉ nhìn nhau mà than không cách phần. Và cứ mãi đổ thừa cho số kiếp phô dân phan dài phúc lợi gì ở đâu. Em nói rất phải, vậy muốn việc gì cô cậy nhờ em. À, bao nhiêu năm gần gũi cô thương em như là thể tay chân. Em cũng cảm động trước tấm lòng mà nhân hậu thủy chung. Bởi vậy em đang cố gắng lo tâm. Cô được vui lòng thì em cũng vui theo. Cô chờ em giây lát. Xong rồi, em xuống bếp thứ hai thì trò đang ngủ say. Em lén để gói vàng ở trong bao hành lý á. Thôi, sao mai đã mọc rồi, em với cô hãy lên đường. Sau thưa tất cái nền trời u ám, đường quang sáng sương trắng nhuộm màu tàn. Cố căng răng cho lễ khỏi tuôn tràn, sầu ly biệt giá nào không không thức.
đường diệu vời cô hãy nên cất bước. Còn nước còn ngon còn gấp hồi bao cùng trong lắm một dài tâm đông, dù cho biển sờ sóng tầng chẳng xa. Em đi chốn mây sương dần đầu núi, xót thương ai trong mưa nắng cờ hàng. Em đuối dung trên quan hà muôn lối, bước chân đi là ta chết muôn trùng. Tờ duyên vui trước tay tôi rời ra, nở đàn tay cho quanh miếng đôi đàn gian dài xoa khi tên đề bán ngủ. Bước tháp mây cùng đẹp môi duyên lành, bước tháp mây cùng đẹp môi duyên lành. Đặng bước đi bông trăng biết thở nào ở đây mới gặp mỗi thương phùng chốn Trường An bước tên đề bán hổ cho đỡ đàn hương lửa ba sông. Xuân Lan em ơi ta lặng lối đường là những mong gặp bạn tình chung thì cả lời vàng đá. Nay gặp nhau không một lời thú lộ, hỏi ai cũng nán và tan mừng. Em với cô mau mau lánh mặt. Cho xuống bếp ngủ gần lò nấu cơm chuột cạp lủng chân. Đâu ra? À. Mau tóm tay giật, nè còn cái đầu của mi đó, ta thảm
làm ăn lắm lâu la sơn cải nỡ nào kiền rau trọi. Chàng trai trẻ kia trong dáng người nhỏ nhà có phải chăng là sĩ tử nhập trường kia? Dạ, thưa nữ đầu lĩnh đoán không sai, tiện sinh là Lý Như Long một kẻ sĩ hèn, xin nữ đầu lĩnh niệm tình tha thứ cho. Liên Hương, dạ, nghe ta dặn nhớ nha. Lo đó. Dạ bà kêu em. Anh với cậu anh theo chúng tôi về núi. Dạ thưa với bà thuốc cái, thầy trò tôi một đồng một chữ cũng không có nữa. Bà có bắt về chỉ tốn cơm vô ích đó bà. Đối với thầy trò ngươi, chúng ta không cần tiền chuộc. Ủa, ăn cướp mà không cần tiền chuộc vậy chứ bắt về làm gì? Không lẽ bắt về để đấm bóp giác hơi nữa? Nói bậy, giả gãy răng bây giờ. Trên núi chúng ta lâu quá không có thịt, chúng ta rất thèm thịt. Bắt thầy trò ngươi đem về làm xíu mại. Ý hẹ, bắt về làm xíu mại. Trời, hai anh kia, dân lĩnh nữ đầu lĩnh, tôi đến đây trả tự do cho hai người. Thật vậy sao cô nương? Dạ cảm ơn cô nương nhiều lắm. Vì thì may mắn quá. Để tôi thu xếp hành lý ra về cho sớm. Lý Bảo, Lý Bảo. Dạ. Còn anh kia, sao ngồi làm thinh đó? À, là vì thằng này muốn ở đây luôn. Sao vậy? Bộ anh muốn nằm giả hả? Không phải nằm giả. Điều thằng này giàu gì cũng có râu ria mặt mũi đàng hoàng chứ bộ. Đâu phải ai muốn bắt lúc nào thì bắt, muốn thả lúc nào thì thả, đâu có dễ dàng như được vậy nè. Ngon ha. Nè, tôi cho anh biết nha, cái vụ phóng thích này có điều kiện chứ không phải không điều kiện đâu. Đừng nghe nói được thả rồi làm tan. Anh có biết tại sao thầy trò anh bị bắt không? Tại sao ai biết? Đó là tại vì thầy trò anh đẹp trai. Dạ ơi, đẹp trai mà ở tù. Thôi thôi, xin cô nương đừng đùa giỡn với chúng tôi nữa. Hãy cho chúng tôi về sớm. Sợ trễ khoa này thì... Trễ khoa này thì còn khoa khác. Dạ, xin kính chào nữ đầu lĩnh. Chàng, chàng có thể nào bỏ lối xưng hô cách sói được không? Dạ. Lý Như Long, tôi đến đây để tỏ với chàng hai việc. Thứ nhất, yêu cầu chàng đừng xem chúng tôi như bọn lục lăng thảo cứ. Thứ hai, chàng sẽ được tự do để trở về sum hiệp với gia đình. Thưa nữ đầu lĩnh, tôi không có gia đình, nhưng nếu được nữ đầu lĩnh phóng thích cho về sớm thì tôi rất đội ơn nữ đầu lĩnh vậy. Chàng chưa có gia đình à? Vâng. Ờ, vậy thì... Dạ, thưa nữ đầu lĩnh muốn bảo chi? Tôi muốn nói trở lại câu nói thứ nhất, có nghĩa là muốn nói rõ hơn vấn đề. Yêu cầu chàng đừng xem chúng tôi là bọn cướp đảng Cường Sơn. Chắc chàng đã từng nghe nữ tướng Kỳ Đào danh tánh qua Mộc Lan, sau khi bị bọn tình về qua đã bị biếm ra ngoài biên thùy trấn nhậm. Trước mấy năm mang nặng mỗi ưu sầu nên đã thoát đi giữa bốn bề hiu quạnh. Khi ấy có một người cậu ấm đưa cháu thờ bé dài, bỏ cả tướng nên ẩn chốn sơn lâm. Đưa bé vô bước ấy là qua anh Tuyết, là người đang đối diện với chàng đây. À, tôi không ngờ dòng dõi trung can mà phải chịu gian nan bởi tay thường gian nhẫn. Thề chỉ mấy hôm rồi tôi nhìn sắc diện, tôi đoán chắc rằng đây không phải là hạng lục lâm nên lòng tôi cũng rất băn khoăn. Muốn tìm hiểu thêm về thân thế của cô nương, nhưng tôi chưa hiểu tại sao mấy người đem tôi về sơn trại đã mấy hôm nay là quyết định gì. Có một điều mà đã mấy ngày qua chưa tiện cùng ai giải bài cớ sự, tính người hãy nán lại vài hôm rồi đầu núi tôi sẽ phân tình. Xin cô nương hãy ban cho huệ được về ngay thì thật cảm đội ơn đi dài. Vì ngày xưa tình khảo thi đã gần kề, phải đợi đến sau. Tôi biết chàng đang băn khoăn vì kỳ thi sắp đến. Cũng như tôi đang băn khoăn vì... Vì lẽ gì, thưa nữ đầu lĩnh? Vì tôi và người sắp phải xa nhau. Nếu
mà chưa nói được câu nào, thì khi cách biệt làm sao không ân hận. Đầu linh muốn nói, tôi muốn nói, trăng tròn rồi lại khuyết, cũng như con người mới hợp đã tan. Rồi đây nhìn theo bóng ai đi dịu dời núi mây ngàn, lòng say rứt một nỗi buồn xa vắng. Thưa nữ độc linh, nhưng tôi thiết tưởng đời ngang dọc cái trúc quyên cung kim, chỉ ngang tàn một nữ hiệp chốn rừng, thì đâu sợ gì gió lạnh giữa đêm đông, hay sợ nổi ven trời góc biên. Nhưng tôi sợ thời gian sẽ trôi đi mãi mãi, sợ cho cánh hoa xuân sẽ phai tàn hương sắc, và sẽ phui pha theo tháng rồng năm dài. Trọn lời nguyện năm cũ, bởi tôi đã có người gắn bó nghĩa ba số. Đời mình sầu theo năm tháng, chỉ e ngày kia quá tàn. Rồi chốn vẹn rừng nào ai hay biết. Ai vào đến nơi đây cùng tuôn qua câu ân trong giấc mơ. Đường đời cùng chia muôn lối biết nhau rồi xa xa trời, nên khó trao lời quả duyên đôi lứa. Tôi nào dám đơn sai ngày xưa, cùng ai giao thề cầu thủy chung. Tôi muốn trao ai những nỗi niềm tâm sự, để những đêm đông khói này tới càng bước giao buổi trước. Tôi còn nhớ đâu dám dông thề phụ phố nhân, ngày ấy dân quốc không cần an nguy tâm hồn một gái đơn thân. Kính thưa nữ độc linh, tôi không thể đáp tả lời lòng ai mong mỏi, bởi vì tôi đã có gia đình. Sau khi nào tôi với nàng kia chưa thành hôn thì đã gian dở nghĩa ba sinh, cho nên dù ngàn năm nữa tôi vẫn một lòng chờ đợi. Lý Như Linh, chàng có thể giữ lời hẹn cũ, nhưng đối với tôi xin chàng đừng phụ tất lòng. Như Long này đã thề một giá thủy chung, dầu có phải chết quyết cũng không thay đổi. Xin chào nữ đầu linh. Lý Như Long, Như Long chào. Lý Bảo. Dạ, cô nương gọi em. Phải. Ngươi có biết làm mai không? Dạ, cái đó thì em rành lắm. Tốt lắm. Dạ. Vậy ta nhờ ngươi nói lại với cậu ngươi cách nào cho cậu ngươi phải... phải ưng cô nương. Ừ, người sáng dạ đó. Dạ, cô nương vừa nói thì em đã nhảy tốt vô trong đất giọng cô nương vào. Giỏi quá ha. Dạ. Vậy thì cố gắng cho thành công. Dạ. Được việc á, ta sẽ gả cô nữ đầu mục xinh đẹp là Liên Hương cho. Mà bằng trái lại á, thì liệu mà giữa cái đầu. Thôi ta đi đi. Dạ. Rồi, hai cái đám cưới một lượt vui quá. Lý Bảo. Dạ. Đám cưới gì đâu, tới hai đám một lượt. À cậu, trời ơi cậu. Gì? Thì đám cưới của tôi với cậu, nếu mà cậu... Lý Bảo. Dạ. Thì sao từ bây giờ anh nhận làm mai làm mối người ta đó phải không?
bao nhiêu tiền đưa coi. Dạ nếu mà cậu cãi lời thì cậu cháu mình chết rục ở trong núi này đó cậu. Chẳng thà ta chết rục hay chết bầm ở đây mà khỏi phải mang tiếng phụ phàng phàng trách. Không có đâu cậu à. Nhưng ở đời biết quyền biến mới gọi là người có trí chứ cậu. Giả lại tai năm thế bãi thiếp là sự thường. Đây chẳng qua là một việc ngoài ý muốn. Cậu mà bằng lòng kết duyên như nữ sơn dương qua ánh tuyết rồi thì... thì thiên hạ sẽ cho ta là phường giống ông bội nghĩa. Thấy dần trăng sáng dội quên đi ánh đèn khuya. Đã từng bao phen chung bóng giữa đêm đi bảo ơi con người ta sống đi chết có chăng. Nếu sống mà không làm được điều gì dễ dàng cho đất nước thì khi chết người ta phải chọn lại một cái chết vì quân. Dù rằng hoàn cảnh tôi cũng cho phép tôi chết giữa xa trường mũi đã lằn tên, nhưng chết thì dữ dàng chữ tình chung thì rất sẵn sàng chịu chết. Còn hơn là thoái bạc tình phụ trái để làm đi cho miệng thế kê. Đi bảo ơi dòng cho bố điều sắm xét tốt nhất định chẳng đổi giờ. Thích là cùng chứ có gì đâu mà phải sao. Cậu nói thì nghe đúng lắm, nhưng chỉ đúng có một phần. Cậu chết thì được tiếng là kẻ thủy chung, nhưng tội nghiệp cô Diệp đại trang sẽ thành ra một quá phụ. Cậu cương đồ đi rồi hậu sau phân giải. Việc quốc gia đại sự người ta còn giải quyết được, cũng chỉ việc một ông hai bà thì cũng chết dễ như chơi. Ở đây nói đã hết mấy lời, cậu hiểu chuyện đời đừng dối quyên sinh. Nhận lời thì thân được còn sinh, tự do xuống núi lại được sinh thêm một hôm. Thầy vui đệ tử cùng vui, thầy có đôi rồi tớ cùng lai dây. Nhận lời thì tình nghĩa vẹn ngay, cãi lời thì bị nhục hoài mương. Người nói thì ta nghe cũng có lý lắm. Dạ. Nhưng mà... thôi đừng có nhân nhị gì nữa cậu à. Bây giờ cậu nghĩ sao đây? Ta... à Lý Như Long, chắc người đã bằng lòng. Vậy thì... trời già đình viên người cầu duyên thắm chúc mai gắn đi nợ tình. Đời thu hơi gió đưa lá qua cạc tàu càng thêm lạnh lùng. Giờ mình cùng đăng chiêu nhau đến nơi phòng loan. Giờ mình cùng đăng chiêu nhau đến nơi phòng tử nạp bài. Dạ, tiểu sinh Lý Như Long xin kính dâng văn bản. Hay phúc pháp như lộc bài phượng múa, dân chương thêm xuất chung siêu hà. Mừng tùy ban chọn được sĩ hiệp, chức danh cạn ta ghi cho đó. Bởi lão phù ở đây đã xem thường bản danh. Lâm
khánh vừa hiểu được một trạng nguyên xuất chúng. Dễ hiền khánh hãy cho tâm được diễn kiến với Lý Như Long tân tạng để tỏ lòng ái mộ sĩ hiền. Dạ, tiểu sinh Lý Như Long chúc kính thượng tây tông vạn vạn tuy. Tân trạng bình thân thật quả nhân hữu phước nên chọn được nhân tài. Chẳng hay thanh niên kỹ được bao nhiêu, bề gia thất thế nào hãy tấu tình cho tấm rõ. Muôn tấu bệ hạ tiểu sinh ở đây tôi vừa thôi thắng, chưa yêu bề gia bất nhân. Sao là chẳng có một con non muốn chọn sinh làm phò mã đông sài. Nhưng phận làm thương yêu tao chưa đầy, ta dám tự quyền diệt nơi thi thiên nhân chọn người tài mạo và cùng mà công chúa nên nghĩa bà sinh lão phu phi lo hãy thuận tâm chớ có phụ lòng thông minh cảm hôn cảnh hồn lễ lời dùng nhớ trạng nên cùng công nương hạ thần xin phụng mãn quân. Dạ, vào nhà tiệc mời quan tham qua Diệp Tuấn Anh ra đây nói rằng tôi có câu chuyện riêng muốn nói với ngài nghe chưa. Dạ dân. Kính chào tân trạng. Đa tạ tâm lòng chiếu cố của ngài tham qua, đã không nể nhọc công tới dự tiệc tân hôn đêm nay. Nhưng sao tôi thấy ngài có vẻ như đang lo nghĩ việc gì thì phải. Dạ xin lỗi ngài tân trạng, nói ra xin tân trạng bỏ lỗi cho. Diện mạo của tân trạng sao lại giống hệt người em gái của tôi? Dạ, làm tôi ngạc nhiên quá. Anh không nhận ra em sao? Dịp đại trang em ơi, từ khi anh em ta chia tay mỗi người mỗi ngả, anh cũng tưởng đâu tình mũi huynh cốt nhục sẽ phải vĩnh viễn phân ly góc biên giang trời. Cũng tại mẹ cha nên duyên nạn của em phải chịu cánh đau sầu. Hôm nay có ngờ đâu em mạo gan dân cái vàng tư sinh xuống Trường An, đã chiếm bán vàng còn chiếm được cả công lương. Như anh lo rồi đấy, làm thế nào em tránh khỏi tội khi quân, khi chúa thượng biết em là gái giàu đôi với chồng em còn câu đạo nghĩa, nhưng đôi với quân vương em lâu đạo đi thần. Sau khi em bỏ nhà ra đi, em cùng tỷ nữ Xuân Lan cũng cải nam trang xuống Trường An ứng thi. Em đổi tên lại là Lý Như Long Hàn Sĩ để tỏ lòng tưởng nhớ người xưa. Diệp đài trang ơi, anh khen em là phận nữ lưu, nhưng lòng quá cảm và giả thủy chung có một. Em đã chiếm bản khôi nguyên như phong dân gặp hội, và làm cho rạng rỡ tông đường khi bái tổ vinh quy. Nhưng nghĩ xót thương cho tình cảnh Lý Như Long hiện đang phiêu bạc nơi nào không rõ đi. Kẻ thì được tên đời bán, trời không phụ kẻ hảo tâm, rồi đến chuyến bèo nước chắc có ngày gặp tình đỡ. Chỉ e trước mặt thanh quân em có bề đối xử, bởi phò mã đương triều là một gái quần. Dạ bẩm phò mã, có công nương đến. Được, để mặt ta. Anh ấy bước vào trong, mọi việc để em lo liệu. Kính chào phò mã. Thưa công nương, tôi cho mời công nương ra đây là để chúng ta cùng bàn câu chuyện. Dương thím đang đợi chàng để bàn chuyện trăm năm, nhờ dương phủ tư hôn cho hai họ. Nhưng thưa công nương, tiếp hai chuyện tôi sắp nói ra đây lại là không phải chuyện trăm năm như công nương mong ngoại. Kìa, chàng định nói gì? Tôi muốn nói, vì một cảnh ngộ éo le nên tôi mới mang nghiêng bút xuống Trường ứng thi. Chứ thật ra lòng dạ tôi không bao giờ tha thiết chữ công danh phú quý. Thì ra có lẽ phụ dương ép uổng cuộc nhân duyên,
chứ chàng đối với thiếp không một chút gì đối tương. Xin công đương chị dân, dù là duyên ngàn dặm, nhưng thật ra nhờ có phủ dương ta mới có dịp gần nhau. Công nương là một trang quê các ma đầu, còn tôi lại là kẻ có nhiều tâm sự. Công nương ơi, nói cũng lỡ mà thân cũng lỡ, giang đông thuyền còn biết liệu làm sao. Nhưng tôi cũng vừa nghĩ ra một phương kế nhiễm mộng, không để cho công nương phải lỡ làm duyên nợ. Thôi đi, chàng đừng toan đem khuấy miệng lòng lưỡi muối để kiếm cơ từ hôn. Được rồi, để tôi ra tình tối với phụ dương, quý chàng có khỏi tội khi quân không cho biết. Khoan, xin công nương đừng tưởng tôi là một nam nhân tôn dở trò cũ rãi, chứ thật tôi đây cũng phận gái như lỡ vợ chẳng qua gì nghịch cảnh. Tôi tình này xin công nương hãy rộng lượng thương tha. Trời ơi, một sự thật như cơn ác mộng, nghe lời nàng thông qua như sét đánh ngang mày. Ai có ngờ một cò mà khỏi tội khi muốn cùng thánh chúa, bởi nàng đã dối gạt cả triều thần văn võ và cùng làm cho tôi phi lỡ mối duyên này. Nhưng tại sao chàng của mình lại lấy tên là Lý Như Long, mà Lý Như Long là ai? Công nương ơi, cái tên Lý Như Long chỉ là tên của chồng tôi mà tôi mượn tạm xuống trường kinh thánh kia. Chưa thật ra danh tính của tôi là Diệp Đại Trang, buổi tiêu thời mẹ sớm quy tiên bị cây mẫu hành hạ thất nghĩa. Chồng của tôi bị người bội ước còn làm cho ra đi đâu các buổi vô thương tìm bản ngọc té che niềm cay đắng. Trước sau tôi đã phân tán, phải đâu tôi dám phụ tàn duyên. Lô la, an binh bất động, chờ lệnh sơn dương. Ta vào tìm cho gặp Lý Như Long để hỏi tội của người bội bán. Nàng kia, nàng là ai? Tại sao dám đột nhập hoàng thành? Tâu bệ hạ, sao mày dám nghìn ngang đột nhập hoàng thành? Không kiên nể quay trời khép
quả tiếng. Sở dĩ cái kêu quân mã vào đây là muốn tìm gặp mặt kẻ phản tình. Người ấy là Lý Như Long phò mã. Nàng hãy nói lại cho rõ, người thầy nói hẻ biển với nàng tên là gì? Lý Như Long. Lão 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 kìa, tại sao lại nói tôi nói lão? Ông là ai? Ta là Lý Như Long. Lão lão, nàng cứ hỏi nhiều thằng danh võ biết. Đúng rồi, người mà nàng đang đối diện chính là Lý Như Long phò mã. Trời ơi, tại sao cái chuyện lạ lùng như thế này? Thôi đi, tụi người dám kéo quân bao vây thành nội. Nhỏ đâu? Ô, đưa nó ra pháp trường để đó lập tức. Tố bệ hạ. Khoan, dạ hạ thần xin thánh quân bất giận cho thần hạ tấu trình. Thần có một đứa con nuôi tên là Trần Phương, làm tri huyện ở Châu Tiên Cánh vừa về thăm nhà. Khi nghe nói có một người tên Lý Như Long thi đậu trạng nguyên, nó cũng lấy làm thắc mắc. Xin bệ hạ cho đòi Trần Phương đến đây, có lẽ mọi việc sẽ được phơi bày ra ánh sáng. Được, quả nhân ý tốt. Được, chờ tên Trần Phương nào đó tới đây rồi sẽ hay. Còn bây giờ tôi xin phép được hỏi ông phò mã, tôi muốn biết vì lẽ gì ông lại mang tên họ Lý Như Long? Đó là một sự trùng hợp ngẫu nhiên hay ông muốn bày trò giả mạo vậy ông phò mã? Rừng có muôn cây, người có muôn mặt. Nếu họ là Lý Như Long thì tôi cũng có thể là Lý Như Long. Còn nàng, không biết Lý Như Long nào đó có thể nón hẹn biển chi với nàng mà nàng sớm sớm chạy vào đây thì đâm gà quá quýt vậy nàng hả? Hay cho phò mã, ông đừng nghĩ ông vừa là tân trạng lại vừa là phò mã nên ông nói năng với một giọng khinh người. Nhưng ta chắc rằng thế gian không khi nào có chuyện lạ kỳ. Có gì là lạ kỳ, chắc rằng người đây đã mạo danh tính của Lý Như Long, đã không kiên để phép mà được lại thường lâm tiếng du liên. Tội người phản loạn đáng đem ra giữa con đường thân hay. À, hãy chôn phò mã giáp mặt sát ta, hãy xem đây. Quan quan tuyết ơi, xin nàng hãy buông gươm để cho Lý Như Long này được cả phân đôi lời tâm sự. Dẫu rằng tôi với Diệp Đại Trang đã nặng tình phu phụ, nhưng đối với ai kia tôi vẫn đã mang nặng chữ ân tình. Nơi đứng tuyệt Long Sơn trước khi cùng mãi kia đẹp mối tơ mành, tôi có tỏ thật với nàng là tôi đã có người trăm năm ước hẹn, mà người đó chính là Diệp Đại. Tại cảnh ngộ gia đình kêu ra mi bồ tang, nhưng chúng tôi vẫn chờ đợi một ngày vui tao ngộ. Nàng tắng vàng cho tôi lo vui mài kinh sử, trong một đêm đi bát lộ tương tùng. Dịp đại trang ơi, biết đến bao giờ ta xung nghiệp nhất gia cho thỏa và tháng ngày mong nhớ. Ta xôi ngăn cách mây trời, vẫn nhớ muôn đời ba tiếng Diệp Đại. Các người muốn gặp Diệp Đại Trang lắm mà, thì đây Diệp Đại Trang chính là Lý Như Long phò mã. Kìa, Diệp Đại Trang em trai, phò mã tân trạng là gái giả trai. Trần Khanh, Trần Khanh, cặp mắt của Khanh đâu? Lại chọn một nữ nhân là tân trạng, một con bảo hải quả nhân phải gả con nương cho một con phò mã đàn bà. Khanh lọt trong hai té nổ. Hôm nay Lý Như Long đã gặp lại người bạn cũ, thì quan tiết này đây kể như một người thừa. Xin chào tất cả. Khoan dừng bước, rồi ta sẽ tính cho. Trần Phương ngày xưa có hứa hôn, duyên cả hai có thể phần sinh. Ngày vui vậy cùng trên quá nhân, hẹn ba người tròn sâu hai anh. Quả duyên hai ba sinh tốt tư, xin khắc ghi được.
nhờ cứu trùng ban ơn cứu hôn, cầu thấm thơ gần đi duyên thắm, đời trai còn chi vui sướng hơn, hôm qua đào hay con bướm trùng. Nhờ duyên trời dung